Hello chị Thủy Nguyễn, em chào Nguyễn Ngọc Như Ý nhá. Chị ơi chia sẻ like giúp em đông đông thì em sẽ tặng quà mọi người nhá. Chị ơi chia sẻ bài giúp em đi chị ơi. Chia sẻ trên 10 lần nhá chị nhá. Chia sẻ trên 10 lần sẽ được tặng quà đấy ạ. Hôm nay em sẽ tặng bao giờ hết hàng thì thôi. Em chào Đức Thường ạ. Ai đang xem chấm bài giúp em nha. Chấm bài giúp em đấy ạ. Tầm độ 50 người em sẽ like ảo nhá. Chị nào mà comment nhanh nhất sẽ được nhá chị nhá. Hôm nay nhà em chỉ tặng thôi chứ không bán ạ. Hoàn toàn hôm nay tặng thôi nhá mọi người nhá. Comment nhanh nhất sẽ được ạ. Em chào chị Liễu Dương nhá. Chị ơi chia sẻ bài giúp em đi ạ. Các chị nhớ là chia sẻ giúp em lên các nhóm công khai nhá. Lên các nhóm công khai ạ. Sẻ nhiều giúp em để đủ người và em sẽ lên áo nhá. Hôm nay nhà em toàn bộ là tặng hết ạ, chứ em không bán. Lê Khánh Duyên ơi, Hà Thu ơi có tặng chị nhá, chị chỉ cần comment là được. Cái máy của em nó hơi lag một chút xíu. Hiền Duyên ơi chị chia sẻ 10 lần chưa chị ơi? Nguyễn Ngọc Như Ý ơi chia sẻ trên 10 lần chị nhá. Trên 10 lần mới được tặng áo đấy ạ. Lê Khánh Duyên ơi chia sẻ lên giúp em lên các nhóm nhá. Em thấy túi quà chị ơi. Các chị ơi chia sẻ like giúp em đi ạ. Gần đủ 50 người rồi đấy ạ. Lên 50 người em sẽ tặng áo nhá. Rất là nhiều áo đẹp luôn đấy ạ. Em thấy Trang Đào nhá chị nhá. Em thấy Huyền Trần này, Hoa Đá này. Thương Ngân ơi nhớ chia sẻ lần sẽ được tặng áo miễn phí nhá. Hôm nay nhà em chỉ tặng thôi chứ không cho ạ. Toàn bộ áo len của em khách bom trong Tết ấy. Nên là em sẽ tặng hết ạ. Em cảm ơn Nguyễn Ngọc Như Ý nhá chị ơi. Em thấy Huyền Trần ạ. Huyền Trần ơi chị bán áo hè chưa chị ơi? Em thấy Hoa Đá nhá. Các chị ơi các chị chia sẻ like giúp em nhá. Trang Đào ơi nhớ 10 lần chị yêu nhá. Em cảm ơn Nguyễn Ngọc Như Ý. Thanh Nguyễn ơi nhớ chia sẻ giúp em trên 10 lần để tặng áo nhá. Lên áo này chị nào muốn lấy chiếc váy comment giúp em số 1 nhá. Số 1 ạ. Tặng chiếc áo đầu tiên số 1 nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Chất vải cực ok luôn này. Cực ok luôn nhá. Em sẽ tặng tất cả toàn bộ áo len của nhà em hiện giờ đang có. Và mấy hôm nữa hàng hè nhà em về em sẽ tiếp tục tặng hàng hè nhá. Em chào Phạm Tuyết Ngọc nhá. Em cảm ơn Hà Thu nhá. Em cho chị Như Ý số 1 này. Cực kỳ đẹp luôn nhá chị nhá. Cho Như Ý đây. Như Ý ơi, chị đọc tặng quà rồi nhá. Nhớ inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Như Ý nhá, mỗi người chỉ được tặng một chiếc thôi ạ. Còn thừa áo sẽ em ạ.
Em cảm ơn Thanh Nguyễn nhá. Số 1 em hết rồi ạ. Nhi ý ơi, nhớ inbox cho em địa chỉ để em tặng nha. Không inbox thì em sẽ để cho người khác nhá. Ai lấy chiếc này comment số 2 giúp em này mọi người này. Ai lấy chiếc này comment số 2 giúp em nhá. Toàn bộ là hàng mới luôn. Đây là không, đây là em bị bom hàng nên em bị tặng thôi nhá, chứ không phải hàng tồn nhá các chị nhá. Ai chiếc này comment số 2 giúp em nhá. Số 2 các chị ơi. Các chị ơi nhớ chia sẻ giúp em trên 10 lần em mới tặng quà nhá. Chia sẻ trên 10 lần mới được tặng quà. Em thấy tất cả mọi người nhá, nhưng mà hiện tại mạng của em hơi bị lag một chút xíu. Các chị chia sẻ like đi các chị ơi, các chị chia sẻ like đi ạ. Thao Phong Thao Phong chia sẻ trên 10 lần chưa chị ơi? Nếu mà chia sẻ trên 10 lần rồi thì inbox giúp em để em lấy địa chỉ. Ai này? Áo nhà em hoàn toàn là tặng nhá chị nhá, hoàn toàn là tặng chứ không bán ạ. Hôm nay em tặng tất cả áo len còn lại của nhà em bị khách bom nhá. Thao Phong ơi, chị inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại để em ship nhá. Chị được tặng một chiếc áo rồi đấy ạ. Ai lấy chiếc này comment giúp em này, số 3 nhá, số 3 nhá chị ơi, rất là xinh luôn nhá. Có cổ đàng hoàng ạ, có hai túi nhá, rất là xinh ạ. Ai chiếc này comment số 3 giúp em nhá, số 3 ạ. Phạm Tuyết Ngọc ơi, em sẽ theo mấy em nhá, theo mấy em ạ. Chị comment trước em sẽ để cho chị ấy yên tâm là chị là ít nhất cũng phải là một chiếc rồi đấy ạ. Ai lấy số 3 comment số 3 cho em này, Thủy Nguyễn này. Thủy Nguyễn cho Thủy Nguyễn số 3 nhá. Thủy Nguyễn ơi, inbox cho em địa chỉ cộng số điện thoại nhá Thủy Nguyễn nhá. Thủy Nguyễn ơi, inbox cho em địa chỉ nhá chị ơi. Mỗi người chỉ được một chiếc thôi nhá chị nhá. Mỗi người chỉ được một chiếc thôi ạ. Ai được rồi thì thôi nhá. Ai chiếc này comment số 4 giúp em này. Số 4 em thường rất là xinh luôn nhá. Hàng rất là mượt mà luôn ạ. Ai chiếc này comment số 4 giúp em nhá chị ơi. Số 4 ạ. Tặng áo áp dụng cho chị nào chia sẻ trên 10 lần nhá các chị ơi. Áp dụng cho chị nào chia sẻ trên 10 lần nhá. Ai muốn lấy phải chia sẻ giúp em trên 10 lần mới được tặng áo ạ. Nhà em hôm nay chỉ có tặng chứ không bán nhá các chị nhá. Những chị nào mà em ok các chị đã được tặng rồi thì nhớ inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Không này em sẽ dành cái phần quà đấy cho người khác ạ. Ai lấy số 4 comment số 4 giúp em này. Thương Vương ạ. Cho Thương Vương nhá. Cho Thương Vương này. Thương Vương các chị ơi, mỗi người chỉ được một món quà thôi nên các chị chỉ comment một lần giúp em thôi nhá. Nếu mà hết lúc ấy thừa thì em mới cho thêm đấy ạ. Thương Vương này. Thương Vương là số 4 nhá. Chị ơi chia sẻ giúp em 10 lần đấy. Inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá Thương Vương ơi. Nhớ inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn nè các chị ơi. Ai lấy chiếc này comment giúp em số 5 nhá. Số 5 ạ. Số 5 nhá các chị ơi. Số 5 này. Rất là đẹp luôn. Ai chiếc này comment số 5 giúp em ạ. Số 4 của Thương Vương rồi nhá. Thương Vương ơi nhớ inbox giúp em địa chỉ nhá. Và kèm theo là nhớ phải chia sẻ giúp em 10 lần nhá. Chia sẻ trên 10 lần được tặng áo nhá chị ơi. Áo nhà em hôm nay hoàn toàn là tặng luôn ạ. Không bán nhá. Số 5 cho Nguyễn Lam này. Nguyễn Lam ơi nhớ là chia sẻ giúp em nhá. Nguyễn Lam inbox giúp em địa chỉ này. Nguyễn Lam được số 5 nhá. Nguyễn Lam ơi inbox giúp em địa chỉ nhá. Nguyễn Lam ơi. Và nhớ phải tặng quà. À nhớ phải chia sẻ giúp em ạ. Ok Phạm Tiết Ngọc nhá. Bây giờ em sẽ đọc số lộn xộn nhá mọi người nhá. Tránh trường hợp là mọi người comment trước ạ. Ai
Vâng ơi, em theo mấy của em nhá. Như thế thì nhiều người không được ấy chị ơi. Thanh Nguyễn 50 này. Thanh Nguyễn ơi, inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá Thanh Nguyễn nhá. Thanh Nguyễn chia sẻ giúp em 10 lần nhá. Trước khi ship hàng em sẽ kiểm tra nhá. Chị là thật sự đã chia sẻ 10 lần em mới tặng quà nhá. Không thì em sẽ để quà cho người khác luôn đấy ạ. Chỉ có duy nhất hôm nay mới được tặng quà thôi mọi người nhá.
77 nhá mọi người nhá. 77 ạ. Ai trước này comment 77 giúp em nhá. Tiến Đạt ơi chị comment nhanh giúp em nhá. Comment nhanh sẽ được nhá chị ơi, ai comment nhanh sẽ được hết ạ. Em sẽ không thêm vị ai đâu ạ. Lai Nguyễn ơi chị inbox giúp em đi. Ok Hà Thu nhá chị ơi.
Em thấy bình yên nơi đâu nhá? Ai trước tím này comment tím giúp em nhá. Tím nhá chị ơi. Ai trước tím này comment tím giúp em với ạ. Tím nhá. Ai để tím comment tím giúp em với ạ. Các chị ơi nhớ chia sẻ like giúp em ạ. Chị Sen ơi nhớ inbox giúp em nhá. Chị em không lấy địa chỉ trên like ạ. Uyên Nguyễn ơi chia sẻ trên 10 lần để được tặng quà nhá. Em thấy Đăng Đăng comment thứ hai ạ. Em thấy hoa mì nhá, hoa mì này. Tím cho anh, cho chị anh Julia nhá. Anh Julia này. Chị anh Julia nhớ inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Và nhớ là chia sẻ giúp em trên 10 lần nhá. Em chỉ tặng quà cho chị là chia sẻ trên 10 lần thôi ạ. Áp dụng cho chị là chia sẻ trên 10 lần nhá. Những chị nào mà tối nay chưa được thì tối mai em sẽ like nhá. Sẽ like thêm ạ. Sẽ like thêm để mọi người, tất cả mọi người đều được tặng quà. Ai trước lấy comment giúp em số 84 nhá. 84 ạ. 84 nhá chị ơi. Tặng áo 84 áp dụng cho chị là chia sẻ 10 lần nhá. Áp dụng cho chị là chia sẻ 10 lần ạ. Em ok chị anh Julia nhá. Nhớ inbox giúp em địa chỉ.
trước nữa nhá. Chị là chưa được thì ngày mai nhớ theo dõi em để được tặng quà nhá. Em sẽ cho Bảo An nhá. Bảo An đỏ này. Cho Bảo An đỏ nhá. Bảo An ơi, nhớ chia sẻ like cho em trên 10 lần nha. Và inbox cho em địa chỉ cộng số điện thoại mới được tặng quà nhá. Ừ. Ngay lên đây Nguyễn Quang Khánh. Ai trước này comment cam giúp em nhá. Cam nhá chị ơi. Ai trước này comment cam giúp em ạ. Lên thừng nhá. Lên thừng ạ. Các chị nhìn rõ chất giúp em nhá. Nhìn rõ chất giúp em ạ. Em chào sao băng cô đơn nhá. Bình Thảo My ơi, đỏ của người khác rồi ạ. Hệ thống Messenger ơi, đỏ của người khác rồi nhá. Các chị ơi nhớ chia sẻ like cho em ạ. 50 chiếc áo của em gần hết rồi ạ. Ngày mai em sẽ tặng tiếp tục 50 chiếc áo nữa cho những chị nào chưa được quà hôm nay nhá. Nên mọi người nhớ là theo dõi em nhá. Và em cũng chuẩn bị sẽ tung hàng nhà luôn ạ. Giá cả rất là mềm luôn. Cực kỳ mềm mà rất là đẹp luôn ạ. À, Nguyễn Thị Chuyên nhá. Nguyễn Thị Chuyên cam này. Nguyễn Thị Chuyên cam nhá. Nguyễn Thị Chuyên ơi, inbox giúp em địa chỉ nhá. Tặng cho Nguyễn Thị Chuyên ạ. Nguyễn Thị Chuyên inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá chị ơi. Ai muốn tặng quà phải inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại ạ. Em hết cam rồi mọi người ơi. Em hết cam nhá. Ai lấy chiếc này comment giúp em là cổ tim ạ. Cổ tim nhá các chị ơi. Ai lấy chiếc này comment cổ tim giúp em ạ. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Toàn bộ là hàng khách bom nhà em, không phải hàng tồn nhá. Không phải là hàng lỗi ạ. Ai lấy chiếc này comment giúp em nhá. Em hết cam rồi mọi người ơi. Em hết cam nhá. Mọi người ơi tiếp tục chia sẻ like giúp em đi ạ. Tiếp tục chia sẻ like giúp em ạ. Mọi người có thể ấn theo dõi em ạ. Theo dõi. Mọi người ấn theo dõi để thường xuyên thấy em tặng quà. Và tổ chức thật là nhiều mini game nhá. Em chuẩn bị tung hàng hè nên mọi người nhớ là theo dõi em nhá. Hàng tặng thôi nhá Ngọc Anh Nguyễn ơi. Kim Thoa Cao ơi, chị chưa được đâu. Đăng đăng cổ tim nhá. Em cho đăng đăng cổ tim. Đăng đăng cổ tim này. Đăng đăng ơi địa chỉ nhá. Đăng đăng nhớ inbox giúp em địa chỉ ạ. Hàng này em chỉ tặng chứ không bán nhá chị ơi. Hàng này em chỉ tặng chứ không bán ạ. Ai trước kẻ thì comment kẻ giúp em nhá. Kẻ nhá các chị ơi. Ai trước kẻ thì comment kẻ giúp em vậy ạ. Em không thấy mưu tình ạ. Không thấy mưu tình comment ạ. Ai lấy kẻ comment kẻ giúp em ạ. Mọi người ơi tiếp tục chia sẻ like giúp em đi. Tiếp tục chia sẻ like nhá. Ok. Mai Eli hình như chị được quà rồi mà chị ơi. Mai Eli ơi. Mai Eli hình như được quà rồi mà chị. Mỗi người chỉ được một chiếc thôi nhá. Mỗi người chỉ được một chiếc thôi ạ. Ai lấy kẻ comment kẻ giúp em ạ. Em chỉ còn 2 chiếc duy nhất thôi ạ. Chỉ còn 2 chiếc duy nhất nhá. Bảo An được quà rồi mà chị ơi. Em sẽ cho Nhi Phan nhá. Nhi Phan kẻ này. Nhi Phan nhớ chia sẻ giúp em trên 10 lần và inbox giúp em địa chỉ cộng số điện thoại nhá Nhi Phan ơi. Nhi Phan inbox giúp em địa chỉ nhá. Em còn 1 chiếc duy nhất nhá. Ngày mai em sẽ tặng thêm nhá mọi người nhá. Hôm nay ai chưa được tặng quà thì ngày mai em sẽ tặng quà ạ. Ai chưa khoác lại comment khoác giúp em nhá. Khoác nha mọi người ơi. Ai chưa lại khoác comment khoác giúp em nhá. Ai muốn được tặng quà chưa khoác lại comment giúp em nhỏ. Khoác ngoài thôi nhá mọi người nhá. Áp dụng ơi chị là chia sẻ 10 lần nhá. Rất là dễ luôn ạ. Ai cũng có thể muốn. Ai cũng có thể tặng quà luôn đấy ạ. Ai lấy khoác comment khoác giúp em nhá. Còn một chiếc duy nhất thôi ạ. Những chị nào hôm nay chưa được thì ngày mai nhớ theo dõi em để được quà nhá.
được tặng quà nhá. Ok chị sao băng cô đơn ạ. Mai Eli ơi, em có bán giày bao giờ đâu, em chỉ bán áo len thôi, em chưa bán giày chị ạ. Kim Huế ơi, mai nhá, mai em sẽ tặng chị nhá. Hoặc là có thể là mai 8 giờ chị vào đầu tiên, bảo là hôm qua chị chưa được thì em có thể tặng chị luôn nhá. Không phải chờ, không phải comment nữa. Nguyễn Quang Khánh được rồi nhá. Ngọc Liên ơi, hôm nay nhà em không bán, hôm nay em chỉ dành một buổi để tri ân khách hàng tặng mọi người thôi. Và ngày mai tiếp tục em sẽ tặng thêm 50 chiếc áo len nữa để cho những chị nào hôm nay chưa được ấy ạ. Thì được mà được có cơ hội để được tặng quà nhá. Tại vì mọi người quá là yêu thương em, quá là ủng hộ em trong suốt thời gian em bán hàng. Em chào chị Subo, Subo ạ. Ok Ân Nguyễn nhá, nhớ chia sẻ giúp em trên 10 lần ạ. Những chị nào mà hôm nay chưa được nhận quà thì nhớ là theo dõi em ấy, hoặc là vào kết bạn với em để tăng được lượt tương tác lên, để có thể chị em mình hiện lên rõ hơn ạ. Nghĩa là em lúc vào máy bảo luôn là các chị có thể vào nhận quà luôn ạ, không phải chờ bất cứ một thứ gì luôn. Bảo An ơi, tí em sẽ check sau nhá, tí em sẽ check sau ạ. Phương Hoài ơi, mai nhá chị ơi. Nguyễn Quang Khánh được rồi em nhá. Bé Heo ơi, mai chị nhá, mai 8 giờ em sẽ like tiếp tục nhá. Ok, em cảm ơn Doãn Ngọc Bích nhá. Mọi người vào chia sẻ kinh nghiệm bán hàng đi mọi người ơi. Kim Thoa Cao ơi, chị chưa được tặng quà đâu chị ơi. Hà Thu ơi, mai chị nhá, mai ạ. Em cũng chuẩn bị về hàng hè rồi nên là có thể phục vụ mọi người tốt hơn ạ. Hàng hè cũng rất là rẻ luôn ạ. Rẻ nhưng mà phải đẹp các chị nhá. Nhà em phải chuyên rẻ nhưng mà phải đẹp. Các chị nhớ là ấn theo dõi em nhá. Ấn theo dõi để lúc nào mà em like các chị có thể nhìn thấy em đầu tiên luôn ạ. À đúng rồi chị ơi, cả đợt cuối năm thì em xả có 20k một chiếc áo len cực kỳ đẹp luôn ạ. Hài Thu ơi, ship hàng gì chị ơi? Tại vì lâu lắm rồi thì em cũng không bán hàng nên là em cũng... Kim Thoa Cao ơi, chị phải comment đầu tiên thì em mới tặng được quà chị nhá. Nếu mà hôm nay chị không tặng, không chưa nhận được quà thì ngày mai em sẽ tặng chị quà bù nhá chị nhá. Hoa Hoắc ơi, có nhá chị nhá, em lấy cả quần sóc ấy, quần bò sóc, mấy cả quần bét ghi, đồ bộ, áo hè đủ các loại luôn chị ạ, có thể là váy. Nhưng mà rất là rẻ luôn ạ, hàng thì em sang tận lơi, tận xưởng đặt lên là, sang tận Quảng Châu đặt lên là nó được rẻ hơn, mọi người là phải qua tay. Riêng nhà em thì không phải qua tay ai hết ạ, nhà em độc quyền luôn. Chuẩn bị có chị nào mà muốn buôn bán trên mạng online hoặc là tập bán thì có thể tìm đến em. Em sẽ tư vấn hết sức nhiệt tình. Mọi người là
Đi mọi người ơi, nói chuyện mọi đi mọi người ơi. Bây giờ vẫn là rất là sớm luôn. Vẫn sớm. Em vừa tặng hết 50 áo cho mọi người rồi. Ngày mai em sẽ nhặt lốt cái khách là bom của em sẽ tặng lốt cho mọi người nhá. Hoàn toàn tặng thôi chứ không bán ạ. Bộ á chị ơi, bộ thì rất là nhiều bộ luôn. Để em xem chị ạ, tại vì chồng em đang bên Quảng Châu nên là sẽ phải chờ xem xưởng ra hàng gì nữa. Đúng rồi chị Mai ơi, để chế độ xem trước là bao giờ em like là chị có thông báo luôn chị ạ. Là mình có thể nhanh chân luôn, nhanh chân hơn mọi người. Đẹp Dương Ninh ơi, em có đồ bộ chị nhá. Ngọc Anh Nguyễn ơi, ví dụ mà chị thấy shop em bán giá cả hợp lý hàng thì chị có thể lấy của em để bán dần đấy ạ. Tại vì bán hàng này chỉ cần vốn ít thôi, không cần vốn nhiều đâu chị ạ. Doãn Ngọc Bích ơi, tại vì số lượng bán em bán lẻ cũng nhiều ấy chị, nên là cũng không thể tránh được những khách bom. Không thể tránh được đâu ạ, nên là mình phải chấp nhận. Mà có khách bom thì mới có hàng để tặng quà cho các chị. Mai Ellie ơi, đôi lúc cũng phải chấp nhận thôi chị ơi. Đôi lúc cũng phải chấp nhận thôi. Cái mùa hè này thì mọi người thích lấy hàng gì để bán hàng online ạ? Mọi người thích mẫu nào thì có thể là inbox cho em ấy, để em sẽ nhặt mẫu đó để về bán cho các chị. Như thế cũng hay mà, có thể mọi người thích hơn là em tự nhặt mẫu đấy ạ. Tại vì hàng nhà em thì đặt xưởng tận ở bên Quảng Châu nên là mẫu nào cũng có. Và rất là nhiều, và lại còn em lấy số lượng nhiều lại cực kỳ rẻ luôn, nên là mọi người mới bắt đầu bán online hoặc là mọi người muốn bán hàng quần áo thì cũng dễ thôi ạ. Doãn Ngọc Bích ơi, em hàng em tặng này là em chỉ free áo thôi ạ, còn phí ship thì chắc là chỉ có 20.000 thôi, nên là trước khi thanh toán mọi người chịu phí ship giúp em nhé, chỉ có 20.000 thôi, em chỉ tặng áo thôi chị ạ. Đợt này hàng hè về thì em sẽ chịu khó tổ chức mini game ấy để tặng quà mọi người, để gắn bó với mọi người hơn. Những chị nào chưa được tặng quà thì nhớ comment nhanh ạ. Ơi, em bị bom nhiều lắm. Đợt Tết em bán 2 tháng mà em bị bom gần 5 triệu tiền ship. Bom nhiều lắm. Hàng bán rẻ rồi nhưng mà nhiều khi chị nhà em bán toàn quốc nên là cũng nhiều chị bom hàng của em. Mọi người nhớ cứ hàng bao giờ về một cái là em sẽ đăng lên cho mọi người biết ngay ạ. Bảo Châu ơi, áo em mặc em không bán chị ạ, tại vì áo này từ năm ngoái rồi.
Như chị nào mà vừa được tặng quà thì nhớ là inbox cho em địa chỉ, cộng số điện thoại để em chốt đơn luôn nhá. Bây giờ em sẽ tắt like. Kim Huế ơi, em là người chưa bao giờ, không bao giờ dám nói chuyện với người ngoài, với người lạ mà em cũng bán được đấy chị ơi. Mạng em hơi lag nên là bây giờ hiện comment ạ. Mai Trần ơi, tầm độ 5 hôm nữa chị ơi, em đang chờ hàng hè về là em nên like luôn để cho mọi người sắm áo hè để mặc luôn ạ. Mất Cam ơi, mai chị nhá, mai ạ. Bảo Châu ơi, mai nhá, hôm nay 50 chiếc em đã tặng hết sạch cho mọi người rồi. Ngày mai em sẽ nhặt lốt, còn bao nhiêu em sẽ tặng mọi người lốt. Chỉ tặng thôi chứ không bán ạ. Mấy hôm nữa em sẽ về hàng hè thì em sẽ bán. Kim Huế cứ tập dần đi chị ơi, tại vì hàng này thì vốn không cần nhiều lắm, mình chỉ cần vài triệu thôi là mình có vốn rồi, là mình có hàng mình bán rồi, cứ tập tuyệt bán đi chị ạ. Mới đầu thì chắc chắn là ít khách rồi, như về sau thì mình có niềm tin của khách, hàng mình ok, chất lượng ok, giá cả hợp chăng là rất là nhiều người ủng hộ mình đấy ạ.